bả xả thân cho công việc kiểu đó thì chuyện nhà không làm cũng có thể chấp nhận được mà. Nhưng mà chỉ quét nhà đường một đường hai như mẹ bả nói thì hơi quá đáng. Coi nè, cô Lý Tân Hợi livestream chuỗi bốt phốt giao thảo mẹ. Nói về dâu tôi à, nhỏ đó thì có nhiều đề tài để nói. Cái tên Thí Liễu là hiểu rồi ha. Thấy chưa? Rồi, hot rồi chứ. Đã vậy, về nhà hành hạ chồng con, không có biết dùng cái lời lẽ nào quá mỹ để lấy lòng mẹ chồng. Nói tóm lại, tôi là một người mẹ chồng bạc phước. Mới lại có mấy phút mà mấy ngàn luôn nè. Đâu cho coi. Thả tim vậy tôi chịu nè. Nó về nhà, nó bắt con trai tôi cởi dài cho nó. Làm vợ vậy, ai làm lại nó, đúng không? Ê, mà bà Liễu bình thường bà đang trang hiền thục lắm nha. Mà nay nhìn bà quá trời quá đất. Trời ơi, xu cái ghê luôn. Trời ơi, coi. Nhìn ê. Mọi người, tối hôm qua, Ôi, bà Liễu chứ này chết rồi. Đi xa. Để lại lâu chưa mày? Con tắt ngay cái livestream không? Từ đây về sau mà trong giờ làm việc ai mà coi livestream hả? Tôi đuổi việc luôn. Đi làm việc đi. Nè, cô làm cái trò gì vậy hả? Đường đường là một CEO giỏi, tại sao lại làm truyền thông cho mình theo kiểu này? Làm bản tường trình cho tôi một tiếng nữa được. Dạ sếp. Ôi mẹ ơi là mẹ. Khùng bé nói gì đây? Bà này nói xạo bà cố hả? Ê cái bé heo kia hả? Kêu tôi á kể xấu con dâu. Tôi kể vậy á rồi nói là Lý Tân Thời này đó là nói xạo là sao? Tôi không có biết nói xạo, có ở nhà tôi không biết hả? Cười ha ha cũng được nữa nè. Ôi mày làm cái gì vậy mẹ? Cái gì vậy hả? Chán ghê vậy đó, con nói gì mẹ biết bao nhiêu lần rồi. Có gì đâu mà chán, mẹ đang live stream. Không có live gì nữa hết trơn á. Mẹ sử dụng Facebook hay là lên mạng gì đó con không có cấm. Con còn khuyến khích mẹ là mẹ chơi cho mẹ bớt buồn. Đằng này mẹ lên Facebook, mẹ nói xấu người này người kia, mẹ dách áo cho người xem lưng. Cái con nói bậy bạ gì hả? Con không mẹ có bậy. Bao giờ là biết nói xấu ai một tiếng nào. Mẹ chưa hề làm cái chuyện đó được. Đúng, mẹ không hề nói xấu người ngoài, mà mẹ nói xấu người trong nhà không à. Ai đâu hả? Thôi nè, có bữa mẹ lên mẹ để cái title á là gốc bóc phốt con dâu quái đản. Trời ơi chưa hết đâu, có bữa thì ghi là cái tít nè, bự thiệt bự nha, in hoa nha, con trai ngu xuẩn. Trời đất ơi, chưa hết đâu, có bữa thì để đang cảm thấy buồn ghi cái tít bự vậy nè, bà mẹ chồng cô đơn, mẹ vô mẹ giặt áo cho người xem lưng. Sao người ngoài mẹ không đi nói xấu đi, con đâu có cấm. Mẹ vô mẹ nói xấu người trong nhà không à, để bây giờ người ta chửi người trong nhà mình kìa. Con hờ có quá đáng không hả? Mẹ chỉ nói là những cái gì mà mẹ cảm thấy, mẹ trải qua, mẹ đau đớn, mẹ nói lên cái nỗi lòng của mẹ thôi mà hả? Có sao nói vậy người ơi hả? Chưa kể nha, con không có biết cái gì hết trơn á. Qua hỏi bà Sáu hàng xóm đi, bà coi mấy cái clip mẹ đó hả, bà cười, bà nói gì vậy nè. Mẹ nên duy trì một ngày làm cỡ chục clip á, sẽ được like nhiều. Like càng nhiều á, mẹ còn sẽ được tiền gì, tài trợ gì nữa đó. Mẹ nghĩ nếu mẹ có tiền đó đó, mẹ sẽ cho hết con lấy tiền con trả nợ. Con thấy mẹ tính có kinh tế không hả? Dạ, mẹ kinh tế lắm. Mẹ tính mà con không có dám xài tiền đó luôn đó mẹ. Bây giờ nhờ mẹ đó, một ngày mẹ dựng 8 chuyện, 10 chuyện trên Facebook đó mà nát tan gia đình mình luôn. Đây. Nè, mẹ coi hậu quả của mình đi hả? Mẹ là coi đi. Quá. Ôi, cái này là chỗ làm của Liễu đó. Liễu. Dạ. Ủa mà sao ồn ào quá vậy? Mẹ ráng nghe cho hết cái nội dung đi. Con muốn làm cô Liễu. Tại sao con thấy con ngồi ở đây? Trời ơi. Cô Liễu ơi. Tôi chỉ muốn đó. Ôi trời ơi. Mẹ thấy ghê chưa? Cái gì mà dễ sợ vậy? Bây giờ người ta tin tất cả những gì mẹ nói là sự thật. Người ta tin mẹ là người bị hại, bị con dâu của mình ruồng rẫy mình, bóc lột sức lao động của mình. Bây giờ người ta quay quanh cái chỗ mà Liễu làm đó, người ta chửi, người ta biểu tình nữa đó. Người ta đòi là phải tẩy chay Liễu. Đó. Rồi bây giờ sao? Mà cái clip này là ai gửi? Là sếp Trình gửi cho con coi.
Rồi mặt mũi nào con dám dòm mặt ổng nữa. Bánh chành hết được tại mẹ đó. Sếp gì đâu mà nhiều chuyện thấy sợ. Mẹ đâu có nghĩ được cái chuyện sự cố này đâu. Mẹ chỉ nghĩ là bực mình con dâu mình rồi mình nói lên ở trên này để chia sẻ với bà con hàng xóm. Mẹ đâu có nghĩ là nó tắc tệ nó như vậy. Mẹ không biết. Không biết luôn á. Để từ bây giờ con cấm mẹ xài điện thoại. Mà mẹ không biết. Đúng là cô Liễu nè. Không phải, không phải. Là hộ của bà, các bà mẹ chồng. Muốn cô phải ra trả lời xem. Cô nói xong như vậy là quá tệ rồi. Dạ, mẹ chồng phải làm nhiều việc vậy. Bao nhiêu người đi, ai cũng không đồng ý. Không phải tôi, không phải tôi. Không phải đâu, không phải đâu. Không phải tôi. Không phải tôi, không phải. Bình tĩnh, bình tĩnh em. Là anh nè, anh nè. Mọi người về hết rồi. Tới giờ mình về luôn rồi. Thôi xuống về ha. Ủa sếp, em tưởng là sếp đuổi việc em luôn rồi. Có, sao mà đuổi được. Hồi nãy là anh cố tình thị uy với lại nhân viên để cho mọi người không có bàn tán nữa. Chứ anh hiểu, anh biết em đâu có bao giờ muốn mình nổi tiếng mà cách PR scandal gì đâu. Giờ chắc em về, chắc nhà em cũng đang ổn đúng không? Anh có điện thoại cho Tú rồi. Tú cũng dàn xếp cho cô Lý á, live stream xin lỗi mọi người rồi. Nhưng mà không biết người ta có chấp nhận hay không. Bởi vì cư dân mạng á, lúc này lúc khác mình không có hiểu được. Thôi về đi. Nhưng mà anh Tú không tới đón em à? Anh đâu biết đâu. Không sao đâu, cứ để anh đưa em về ha. Chứ lỡ ra ngoài đó có ai mà gặp được em mất công lớn chuyện nữa. Anh Tú, thôi chồng em tới rồi, em về chồng em được rồi, em cảm ơn sếp. À vậy ha, anh đưa về em về ha. Về anh. Em ăn gì chưa? Có đói bụng không? Anh đưa em đi ăn nha. Em không có đói, em muốn về nhà. Mẹ lớn tuổi rồi cho nên là... Em muốn về nhà ngay bây giờ. Nhanh lên. Em ơi. Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Dâu về. Con dâu cưng về. Mẹ gọt trái cây đợi cả buổi nè. Để con về con ăn nè. Ăn miếng đi tục tưng. Con trai. Thấy có vẻ cái mặt nó căng thẳng quá. Mẹ sợ có khi nào đêm nay nó xé xác con không? Dạ không có đâu mẹ. Phải vậy chứ. Mẹ còn cười nữa. Tại mẹ không đó. Thôi mẹ mừng muốn chết luôn á. Con nói cái câu này là mẹ hết sức là yên tâm. Mình là đàn ông mà. Nam nhi chi chí đại trượng phu. Đầu đội trời chân đạp đất. Mắc cái gì phải sợ đàn bà đúng không? Mẹ chồng tuy là có sai nhưng vẫn là mẹ chồng. Bổn phận con dâu là phải chăm sóc, không được hỗn láo. Mẹ nói vậy con không đồng ý. Anh trai kia, con dâu hay con rể, nam hay nữ gì trong nhà cũng đều được đối xử bình đẳng như nhau. Ai sai thì phải xin lỗi người đó. Bây giờ á, mẹ viết cái bản tường trình đi, con gửi lên phường. Nó đưa mẹ lên phường. Cái gì vậy em? Cái gì vậy? Đây là mẹ chồng của em, là mẹ ruột của anh đó. Đúng à, con dâu à. Mẹ biết là con đang giận, nhưng mà người ta nói giận quá mất khôn nha. Mình là phụ nữ ha, tam tòng tứ đức, không có được đối xử với mẹ chồng mình vậy nha. Mẹ đừng có lôi tam tòng tứ đức. Một mình mẹ làm cho con, kể cả khi mà con bị mẹ chồng ăn hiếp, mẹ chồng nói xấu trên mạng để cho người ta chửi rủa con cũng được hả? Con cũng phải hả nghe lời mẹ chồng hả? Kể cả chồng không binh vực con cũng phải nghe lời chồng con hả? Nói gì đi. Thôi mà em. Chắc em cũng mệt rồi, dọn cơm ăn đi ha, mai đi làm sớm. Mà anh nói cho em nghe đi, em có sai không? Thì anh biết là cái chuyện này là mẹ sai. Nhưng mà dù gì đây cũng là người trong nhà, không có gì mình giải quyết trong nội bộ thôi. Cái gì đâu mà đem lên công an, đem lên phường, mặt mũi nhà mình để đâu? Đúng rồi, mẹ không có cố tình. Mẹ lỡ, xin lỗi nghe anh dâu nghe. Còn mẹ nữa. Tất cả cái chuyện này là mẹ hết đó. Con nói mẹ rồi. Lỡ rồi xin lỗi là thôi hả? Rồi ai? Ai bảo vệ tôi ở công ty hả? Nếu như mà không có mọi người bảo vệ, tôi bị đánh chết ở công ty rồi sao? Lúc đó thì sao? Bao nhiêu người hả vây quanh chửi bới, ai chịu trách nhiệm? Còn anh có ở đó bảo vệ em không hả? Mà anh nói vậy
Nhà lỡ thì thôi, ai chịu trách nhiệm đem em lên mạng nói tầm bậy tầm bạ. Rồi bây giờ ai chịu trách nhiệm cho danh dự của em mà anh nói như vậy? Thôi thôi anh thay mặt mẹ xin lỗi em ha. Có gì vợ chồng mình giải quyết với nhau. Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi mà. Bây giờ á, mẹ viết cái tờ này đem lên phường. Chưa lên phường nữa. Nhỏ này khoái lên phường á. Anh nói với em một lần cuối cùng, cái chuyện này là cái chuyện trong nhà của mình, có gì mình tự giải quyết với nhau đi. Đây là mẹ chồng của em, là mẹ ruột của anh. Cái gì mà cứ đem lên phường hoài à? Đúng rồi. Còn mẹ nữa. Chuyện này là do mẹ hết á. Biết rồi, sai rồi, xin lỗi. Được chưa? Cái lúc mà em bị đánh, anh ở đâu? Còn em kêu mẹ viết cái bản tường trình này đem lên phường á, để công an bảo vệ mẹ. Em không có bắt mẹ phải xin lỗi em. Em biết em là con dâu mà. Mẹ viết lên đó cho người ta biết là mẹ lỡ lời, để người ta bảo vệ mẹ, người ta không có dây đánh mẹ. Mẹ lớn chứ phải mẹ trẻ như con mà mẹ chạy được như con. Mẹ nhà mẹ viết đi. Còn em á, em muốn ra khỏi nhà vài ngày. Hả? Đi đâu vậy? Vô. Em giờ sao mẹ? Xin lỗi mất vợ kìa. Xin lỗi. Kỳ nghỉ thật vui vẻ. Ơi em trai, bé trai. Đợi chị chút. Cảm ơn cưng. Dạ cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn. Không có gì, cảm ơn cưng. Enjoy. Ôi trời trời. Vàng quá nha. Sao mà chị cho nhiều vậy? Nhiều gì, có nửa triệu mà nhiều gì. Đã không? Đẹp. Trời ơi. Chị ơi, cái phòng tắm bự quá chị ơi. Cái phòng tắm bự như cái phòng ngủ. Dạ. Trời ơi, cái giường này. Cái phòng ngủ bự như cái phòng khách. Chị, em xin ngủ một chút cho thiệt đã. Để bù lại những tháng em dậy sớm đưa con em đi học. Rồi khi mà chồng con em đi ngủ rồi ha, em vẫn còn phải cặm cụi để mà làm hàng nữa. Ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy. Đi trả thù. Đi trả thù đời, chúng ta phải sống một cuộc sống khác. Phải bỏ qua những cái ngày mà chúng ta quần quật mặt đối mặt với sàn nhà, rồi con cái tả bỉm sữa đồ ăn. Chúng ta phải xài tiền, chúng ta phải đi shopping, tới mấy trung tâm thương mại mua đồ. Chị ơi thôi, đi mấy chỗ nó mát tiền lắm. Thôi để dành tiền cho con tụi mình đi chị. Đúng rồi, tiền tiền cũng vô nó mua mát á. Không, hôm nay các em cứ mua đồ, cứ mua sắm chị trả hết. Vậy thì chơi lắm. Trời ơi, sung sướng quá, sung sướng quá. Thích quá chị. Trời ơi, em cũng thích nữa. Chị, con mày kìa, con mày kìa. Tươi tắn không? Dạ tươi. Vui không? Dạ vui. Tại tiền của chị mà không vui sao được. Trời à, tụi em thấy tụi em may mắn khi mà được chị mua đồ cho tụi em. Yeah. Mà để ý nhà bà Nguyệt á, bây giờ thấy là mặt tươi hẳn ra luôn á. Shopping là cái gì không ngoại lệ. Mua đồ nhiều vậy ai cũng thích hết chưa. Đúng rồi đó, dạ. Mình phải biết thương bản thân mình nghe chưa. Em cảm ơn chị. Có ngày lo làm vợ không à. Hỏi nè. Trong gọi thì nghe đi. Nghe nói đi. Nói gì? Mắc gì sợ? Nghe. Em nghĩ mình là ai vậy? Hả? Dám nhắn tin với tôi xin nghỉ 3 ngày làm vợ là sao? Em bị làm sao vậy? Từng tuổi này rồi, em còn ham chơi bỏ mặc gia đình của em là sao? Hả? Nguyệt. Nguyệt. Cúp cho tao. Cái mặt thì quyết tâm vậy, giờ về hay nhậu? Đương nhiên là đi nhậu rồi chị. Đi nhậu đúng không? Đó, chị em ta đi nhậu thôi. Đi chị thôi.
tuổi mà mày đẩy một cái hình đi luôn. Vui quá chị ơi. Mà không có gì để mất. Đâu có đóng đồ, hồi chiều chị trả tiền tụi em. Lấy mà lấy. Em muốn nghe nè, nhưng mà sao nhậu không thấy vui? Tại mình nhậu chưa tới đó chị. Hay là tại mình thiếu đạo á chị. Đúng chính xác. Ê chị... bé trai, bé trai. Dạ. Dạ, mấy chị cần gì ạ? Chị cần trà. Ủa không, chị cần một con đào. Ủa không, cần người uống rượu. Cần người uống rượu. Cần lắm đây. Chị đang cần một người uống rượu cùng. Dạ, chị cần một người bạn. Rất rượu. Cơm bơ quá, cơm bơ. Em giúp em như một người nữa giúp chị nha. Dạ. Giúp chị một hình lắm. Hơn là hơn nữa. Nửa 5 triệu. Dạ dạ dạ. Chiều thôi. Vậy mấy chị đợi em 20 phút nha. 20 phút là hơi lâu. Ok. Dừng. Tí gặp nha. Alo. Ừ, có mọi ngon nè. Mấy bà già đi nhậu, tiền nhiều lắm. Ừ, tranh thủ nha. Nhớ tắm rửa sạch sẽ nha. Tao lại đó. Vanessa Carter, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Ok, ok. Phải công nhận là cô Nguyệt giỏi. Nói cái gì ra là bách phát bách trúng. Hiểu rõ nhu cầu chị em mình. Chị, chị, chị. Bà Nguyệt á, nhìn mấy em im vậy thôi chứ bách thắng. Hay 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 hay. Tao nói với mày rồi, đã lắm, đã lắm. Còn nhiều cái còn thú vị hơn. Vui 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 vui. Ô, về lắm. Chị, thì mình lớn rồi mình đừng có dẫn kéo nha chị. Kéo nó nguy hiểm lắm chị. Chạy máu rồi chị. Hãy để em, với em đừng nói. Sao lúc này mày kêu tao chưa đây chơi vui lắm mà vui, tao kéo nhìn thấy ghê mày. Vui mà. Tao đâu có ngờ mấy bà này biến thái gì đâu. Biến thái à mày. Em đang khen, em đang khen. Em ơi mấy người nghe, tụi chị sinh ra là phụ nữ phải được yêu thương. Nhưng mà tụi chị từ lúc lấy chồng đi là chị bị cô đơn mà. Tại vì đàn ông mấy người quá kỳ lạnh luôn. Kỳ lạnh luôn. Dạ. Ôi khoan khoan đợi chị chút, chị massage cho, Ủa đâu rồi? Ủa đây 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 đây. Nói nghe. Đàn ông vô dụng lắm. Hành hạ vợ con thức sướng thức khuya, không lo gì được. Chăm cháu là đổ đầu tầm đó. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ chị em nghĩ mấy chị nên bình tĩnh là chị. Mình vô đây là mình nhậu với rượu thì mình nên cự. Uống cho ta đi. Rồi nha, cái này á là cảm giác lạnh lùng cô đơn của những người phụ nữ ở trong một cái gia đình mà không có sự quan tâm của đàn ông. Hiểu không bé trai ơi? Dạ 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 dạ. Mà chị bỏ một đứa. Mát mẻ quá, mát mẻ quá. Ê, đàn ông đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đàn ông trả lời liền. Đàn ông luôn cho là mình đúng đúng không? Dạ.
Nói. Dạ. Chị sai cái gì? Dạ, chị nói, chị sửa. Dạ, chị. Nói đi. Dạ, em không, chị không có sai, Em nghĩ là mấy chị nên uống rượu rồi đi shopping, rồi mấy chị cởi trói cho em, là mấy chị luôn đúng đó mấy chị à. Mày dẫu mày, mày dẫu người ta, dẫu con gái nhà người ta xong rồi con người ta lấy mấy người, về rồi dụ người ta đẻ cho mấy người rồi bắt người ta ở nhà giữ con. Còn mày đi đâu? Chị cho uống nước đá bằng lỗ mũi.